Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cùng các đơn vị mạnh thường quân tổ chức chương trình trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình liệt sĩ đã cống hiến cho nền độc lập tự do của dân tộc. Nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với lớp cha anh đi trước, tại chương trình, Quỹ Thiện Tâm đã trao quà cho 106 bà mẹ Việt Nam anh hùng, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trao 100 suất quà cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, thể hiện sự tri ân sâu sắc, sự quan tâm của cả cộng đồng đối với công tác chăm lo đời sống cho người có công cách mạng. Chương trình cũng là dịp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, cổ vũ, động viên tinh thần đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình, thân nhân liệt sĩ.